Xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn chia sẻ thanh nhạc của mình. Và sau đây là phần 2 của dạy hát hai ca khúc Bí mật không tên. Nếu các bạn chưa xem phần 1, hãy xem kỹ phần 1. Tại vì phần 1 đó là mình đã đưa ra những cái basic, những cái nền tảng rất là cơ bản rồi. Bây giờ phần 2 thì chủ yếu là tập tiếp. Tại vì cái bài này nó sẽ khó, sẽ dài ha. Rồi những cái bài khó thì mình sẽ làm nhiều phần để hướng dẫn cụ thể và chi tiết vào từng cái. Để một video có 20 phút, 20 mấy phút, nó không có thấm thía vào đâu với cái một cái bài hát mà chúng ta phải có thể tập hàng năm trời, đúng không? Không thấm thía vào đâu cả, nên mình sẽ chia thành nhiều phần nhỏ và mình đi sâu từng cái chi tiết, đi sâu vào. Rồi ok ha, rất vui gặp được mọi người. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần 2 và cái đoạn 2 của bài Bí mật không tên của Bùi Anh Tuấn. Bài này rất là khó. Mọi người chưa xem phần 1 hãy xem phần 1 đi nha. Không thôi là vô tập là bị lạc trôi đấy. Rồi giờ là tiếp theo nha. Những nỗi ấm ức. À mình vô chỗ này ha. Ok. Những nỗi ấm ức anh biết phải, anh biết cần vào đâu. Có lẽ những đời chờ anh phải hối tiếc đến bao giờ. Sao em nỡ bỏ quên một người đằng sau. Bao nhiêu năm ân tình giữa rồi ok nha. Khúc này cũng khó, nó bỏ nốt, nó bỏ từ nhiều lắm nên chúng ta sẽ khó hát, khó nhớ được cái giai điệu ha. Đó, chữ đầu tiên là những nỗi ấm ức rất là cao ha. Những nỗi ấm ức ok lại nè. Ok ha. Những nỗi ấm ức là fa mi fa fa cao. Mới vô nốt fa rồi. Fa 4 mất các bạn. Những nỗi ấm ức anh biết cần vào đâu. Có lẽ những đời chờ anh phải hối tiếc đến bao giờ. Lộn cái này. Bỏ, nhấn vào chữ bỏ nè. Bỏ quên một người đằng sau. Đúng hơn ha, nhấn nè. Bỏ quên một người đằng sau. Bao nhiêu năm ân tình xa ở mãi nơi nào. Nơi nào. Cái đó do cái cách mình feel á. Ok nha, các bạn nhớ cái giai điệu. Một mình chưa, mình đang tập, chưa có phải là đặt cảm xúc gì vô hết nha, chưa phải gọi là hát hay. Mình đang tập, đầu tiên là hát được cái bài đi. Hát được là đúng nốt, đúng cao độ, thoải mái đó. Hát được cái bài đó đi. Ok nha. Rồi chỉ có đoạn đó đó, xong rồi mình sẽ đi tiếp luôn ha. Ok, rồi mình bỏ cái cảm xúc vào. Vẫn như cách hát cũ nha. Cố làm sao ngoài việc các bạn đặt được cái cảm xúc vào, các bạn cũng phải đưa cái sự nức nở vào trong hơn. Mình đang nức nở cái giọng của mình nè. Và sau đó nó làm cho mình bắt đầu tập trung vào bài hát hơn. Sự nức nở cảm xúc nó khiến cho mình bắt đầu tập trung vào bài hơn là tập trung vào kỹ thuật, đúng không? Đó, tập trung vào bài hơn bằng sự nước nở như thế này nè. Mình bắt đầu tập trung vào bài hơn, vào các khoảng vang của mình, bắt đầu làm việc để đạt được cái hiệu quả cảm xúc
mà cái sự nức nở mình đang mong muốn. Và cái đầu cái chữ đầu tiên phần 2 này nó đã cảm xúc nó đẩy lên rồi. Đó. Thì cái cảm xúc nó sẽ khác biệt đi so với phần đầu tiên. Thì mình sẽ nức nở như thế này. Hát hay đấy. Những nỗi ấm ức anh biết cần vào đâu. Có là những đời chờ anh phải hối tiếc đến bao giờ. Sao anh đã bỏ quên một người đằng sau. Bao nhiêu năm ân tình xa ở mãi nay nào. Phiêu phiêu chút xíu. Đi theo hòa âm của nó vẫn được, không có gì cả. Mình phá cách chút xíu, mình hát đừng có giống Bùi Anh Tuấn quá. Miễn làm sao đúng được cái cao độ, đúng được nốt nhạc và đúng được cái hòa âm của nó cũng được nữa. Nhạc, cái thể loại âm nhạc đôi khi mình cũng phải phá cách nó đi. Chứ đừng có hát giống y chang của ca sĩ thì nó lại không có gì mới mẻ hết. Nghe ca sĩ sướng hơn nghe mình. Ok nha. Thì lý do tại sao những bản cover là như vậy, nó phải có luôn cái sự phá cách trong đó. Như bản cover đôi khi nó lại có những cái bản cover nó lại thành công hơn cả những cái ca khúc mà chính của ca sĩ. Đấy, hay cho nó. Rồi mình đi vô được khúc nha. Vô. Vì đâu giờ đây lòng này quá yêu mềm. Và giờ khi chiếc mặt nạ anh hằng đeo vẫn buông dần, phải buông dần. Em sẽ thấy anh tội lắm, em sẽ thấy tất cả nỗi đau. Anh chịu cho em. Và mưa đừng rơi nặng nề thêm cõi lòng. Vào ở đâu đớn để giờ anh. Vào ở đâu đớn để giờ anh hằng đêm phải. Hằng ai phải ở đâu đang để giờ ai phải buông trôi tất cả. Nhầm lời. Trôi tất cả đâu còn gì đâu mà nhớ, đâu còn gì đâu mà phán vua. Giấc mơ giờ đau thương. Đó, nếu bạn tập được phần 1 rồi thì chắc chắn phần này bạn sẽ hát tốt hơn nhiều và sẽ hát hay hơn nhiều. Cũng như vậy thôi, vẫn là cách hát đó. Nếu mình thoải mái trong cái giọng hát của mình, trong cái giọng nói của mình và mình đặt được cái cảm xúc vào thì mình sẽ hát. Rồi mình sẽ lại cái câu này một lần nữa nha. Thoải mái vào và nước nở lên. Vô, để cái khoảng vang trên mặt nạ của mình nó mở ra. Vô, vô nhà nói được cái kiểu này của mình à. Vô. Những nỗi ấm ức anh biết cất vào đâu. Còn là những đời chờ. Đẩy cảm xúc lên. Anh phải hối tiếc đến bao giờ. Đẩy cảm xúc lên. Anh phải hối tiếc đến bao giờ. Sao em đã bỏ quên một người đằng sau. Bao nhiêu năm ân tình xa mãi nay nào. Vì đâu giờ đây lòng này quá yêu mềm. Và giờ khi chiếc mặt nạ ai hằng đeo phải buông dần. Em sẽ thấy anh tội lắm, em sẽ thấy tất cả nỗi đau. Anh đẩy con xúc lên. Anh chịu cho em. Và mưa đừng rơi nặng chiều em cõi lòng. Vào ở đâu đớn để giờ ai phải buông trôi tất cả. Đâu còn gì đâu mà nhớ, đâu còn gì đâu mà phán phương. Giấc mơ giờ đau thương. Và nè,
không buông lời yêu thương, thì ngày hôm nay anh sẽ không giữ một nỗi đau một mình anh giữ. Không thể nói yêu nhau, giờ anh phải nói xa nhau. Anh biết mình phải cố quên thôi. Và mưa đừng rơi nặng hạt thêm cõi lòng, và hòa đau đớn để giờ ai phải buông trôi tất cả. Đâu còn gì đâu mà nhớ, đâu còn gì đâu mà vẫn vương giấc mơ giờ đau. Ô, phiêu quá. Đó, thì các bạn sẽ tập trung vào đâu? Yếu tố của mình là tập, mình hướng dẫn cho các bạn á, là tập trung vào cái sự thoải mái trong giọng hát, rồi từ đó kết hợp cái sự thoải mái đó để làm sao cộng hưởng vào trong cái phần cảm xúc của mình. Nó không chỉ là kỹ thuật. Nên nếu nó là kỹ thuật thì các bạn hát sẽ rất là mệt. Và các bạn đưa vào bài là các bạn lỗi tòe loe luôn. Tại mình thì mình trải qua cái quá trình bị lỗi tèo loa kỹ thuật rồi. Tại vì kỹ thuật nó phải là một hàm chứ không thể là một biến được. Tất cả các kỹ thuật nó phải cộng hưởng vào trong nhau để nó tạo thành một loại kỹ thuật, một yếu tố duy nhất thôi. Đó là sự thoải mái nhất trong giọng hát của mình. Và sau cái đó là cái kỹ thuật đó. Rồi sau đó là mình kết hợp với cảm xúc là xong. Các bạn đừng có nhớ nhiều quá, thấy các bạn học quá trời luôn, biết vôi hét vôi rung giọng rồi tòe loay hết rồi, cuối cùng chốt lại vấn đề là bạn cuối cùng bạn đi tới đâu, kỹ thuật sẽ đi tới đâu, sẽ đi về đâu để có thể chúng ta đạt được mục tiêu hát hay trong cuộc sống của chúng ta. Kỹ thuật sẽ đi về, nó tôi nói về kỹ thuật thôi chứ tôi nói về cảm xúc. Ok, kỹ thuật nó sẽ đi về đâu? Kỹ thuật nó phải đi về yếu tố cuối cùng, đó là cái giọng hát của mình sẽ thoải mái nhất ở bất kỳ các cao độ nào mà mình muốn. Thoải mái nhất cao độ nào mà mình muốn. Tại nó có những cái nó vượt quá khả năng của mình thì thôi không nói rồi. Ví dụ như bài hát này cao quá, cao độ này không phù hợp với mình thì hạ tông. Bariton giảm xuống, la si, la thứ si thứ, tenor giảm xuống, đô cũng được, giảm xuống tông, ok. Đó, thì nó nằm trong cái quãng giọng của mình rồi. Thế là mình hát làm sao để thoải mái. Kỹ thuật nó giúp cho mình thoải mái nhất. Chứ kỹ thuật nó đừng có làm cho mình nặng đầu, phải stress quá. Thoải mái, hát làm sao thoải mái nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, la. Yeah. Đó, thì thoải mái mình có thể hát được nốt cao, hát được nốt thấp mà mình mong muốn. Rồi sau đó là mình đặt cái cảm xúc vô, kỹ thuật nó, yếu tố nó là như vậy. Đừng tập nhiều quá. Ok, mình tất cả những bài của mình nó mang tính chất, kỹ thuật của mình nó mang tính chất gọi là khai thông cái cảm giác về âm thanh thôi. Cảm giác về hơi thở, về khoảng vang. Xong hết rồi, xong rồi sau đó khi bạn tập trung vào phần hát thì cố làm sao hát thoải mái nhất có thể. Thì cái phương pháp để hát thoải mái nhất có thể thì nó nằm trong các bài hướng dẫn của mình. Cái bài đầu tiên, video đầu tiên mình cũng có nói âm hi á. Đó là vậy thôi á. Bằng hi á, bạn phải xem bài 1 mình hi rất là nhiều để cho cái hơi thở của mình nó thoải mái, nó không có bị nghẹn cổ họng lại, nó không bị gồng cứng căng, nó không bị làm cho mình mệt khi hát đó, xong nó không làm cho mình bị mất cân bằng trong giọng hát, mình mất đi sự thoải mái. Rồi sau đó là mình kết hợp cảm xúc vào trong bài hát. Vậy ha. Rồi ok, giờ mình sẽ đi lại. Hồi nãy mình đi hơi quá xa, mình sẽ quay lại cái khúc mình cho đó cảm xúc nước nở. Khi mà giọng mình đã thoải mái rồi thì đôi khi mình cũng quên luôn. Mình quên luôn cái kỹ thuật luôn. Mình giống như là cho bạn có coi phim Trương Du Kỵ ngày xưa. Đúng không? Tập luyện công phu rồi khi bạn đạt tới ngưỡng cửa đỉnh cao của võ thuật là không nhớ gì cả. Không? Thì đỉnh cao của âm nhạc, đỉnh cao của kỹ thuật thanh nhạc đó là không nhớ gì cả. Và cứ thế mặc sức thả hồn vào trong bài hát mà hát thôi. Ok.
nó hơi bị trừu tượng hóa, nó bị kiếm hiệp hóa. Ok rồi, mình lại nè. Những nỗi ấm ức buồn à, vô. Những nỗi ấm ức anh biết cất vào đâu, có lẽ những đời chờ anh phải hối tiếc đến bao giờ. Sao em nỡ bỏ quên một người đằng sau, bao nhiêu năm ơn tình xa. Mới và hết hết cảm xúc đi vô. Vì đâu giờ đây lòng này quá yếu mềm, và giờ khi chia mặt nạ ai hằng đeo phải buông dần. Em sẽ thấy anh tội lắm, em sẽ thấy tất cả nỗi đau anh chịu cho em. Và mưa đừng rơi lòng này thêm cõi lòng vào hòa đau đớn, để giờ ai phải buông trôi tất cả. Đâu còn gì đâu mà nhớ, đâu còn gì đâu mà phấn vương. Giấc mơ giờ đau thương, và nếu như lúc trước em không buông lời yêu thương, vì ngày hôm nay anh sẽ không giữ một nỗi đau một mình anh giữ. Không thể nói yêu nhau, dại phải nói xa nhau. Anh biết mình phải có quên thôi. Và mưa đừng rơi đang chiều thêm cõi lòng. Vô tâm trạng quá, phiêu quá, phiêu quá. Đấy, cái giọng mình rất là tự do và mình thiêu theo cảm xúc của mình thôi. Feel the beat. Vô, vô. Phải hiểu được bài hát nói về cái gì. Từ những ngày đầu tiên mình làm kênh của mình phân tích bài hát, các bạn chê. Cái nhiều bạn nói, ôi thầy ơi, thầy Duy vô phân tích đó để làm cái gì. Xong rồi hãy đi vào trong cái bài luôn là chỗ này nên hát mít voi, nên hát hết voi. Cái mình cũng hùa theo, mình cũng làm. Nhưng mà làm thời gian mình thấy không có hiệu quả, không có hiệu quả cho mọi người. Nó, tại vì bản chất của một bài hát, bản chất của một thành công của một bài hát và thành công của một ca sĩ chuyên nghiệp, nó là cảm xúc, nó là yếu tố chiều sâu và sự trải nghiệm. Cảm xúc nó quyết định rất là nhiều. Ta nói IQ và EQ, lý trí và cảm xúc á. Và thời buổi bây giờ á, tất cả những người thành công lớn trong cuộc sống này thì EQ họ trội hơn IQ. IQ học được, IQ là quá trình, nhưng EQ cũng học được luôn. Tào lao. EQ cũng học được luôn, nhưng mà cái EQ nó cái quan là cái cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể lên trên mạng bấm bụp IQ và EQ, yếu tố nào tạo nên thành công nhất của con người, của loài người, của gì đó, là nó sẽ ra. Vậy thôi. Cảm xúc nó là cái mà con robot không thể học được. Không thể học được. Cảm xúc của mỗi người khác nhau, mà đi lập trình kiểu đó là đuối luôn. Nhưng mà lý trí IQ đó thì có thể tất cả bằng lập trình, bằng Google hết. Bây giờ bạn muốn học hỏi phát triển cái IQ của mình, cứ lên Google bấm kịch là nó ra. Thì kỹ thuật nó là như vậy đấy các bạn ơi. Cảm xúc nó mới là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công của một bài hát ha. Mới tại hát feel được như vậy. Còn nói về cái độ cao của cái bài này, mình vô chủ đề là cái bài này. Nhớ nha, cảm xúc nó là mấy cái quan trọng thành công, và cái kỹ thuật tập cho lắm thì cuối cùng bạn phải cố gắng đạt được cái mục tiêu là giọng hát của bạn phải càng ngày càng thoải mái hơn. Phải thoải mái, phải view lên nữa, và sau đó kết hợp với cảm xúc nữa. Yeah, nó là như vậy.
thoải mái và cảm xúc cuối cùng đi về đâu cũng sẽ đi về cái yếu tố đó thôi. Nên bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải học cách làm sao để chúng ta hát thoải mái nhất, feeling nhất và đem cảm xúc vào liền luôn, ngay lập tức. Để lần đầu chúng ta bắt vào bài hát là chúng ta phải hiểu là chúng ta hát bằng cảm xúc chứ không phải hát bằng kỹ thuật. À, kỹ thuật nó tới yếu tố chúng ta áp dụng vào luôn trong bài hát là chúng ta sẽ quên nó đi luôn á. Quên nó đi luôn. Khi mà kỹ thuật nó phải thành một thói quen, nó phải thành một cái bản năng trong giọng nói mình luôn á. Rồi khi mà hát là chỉ cần là nhớ tới là khúc này là phải đau đớn giằng xé như thế nào, khúc này là phải rên rỉ như thế nào, khúc này là phải vui tươi như thế nào, khúc này đó thì cái đó mới là cái quan trọng. Hiểu bài đó các bạn. Rồi ok vô. Và nếu như lúc trước mình thật theo trong này nha. Và nếu như lúc trước em không buông lời yêu thương, cái này là sự trách hờn. Và nếu như lúc trước em không buông lời yêu thương đâu, ngày xưa mà em không nói với anh em yêu anh là giờ anh đâu có khổ như thế này, anh đâu có bị dính bẫy tình. Và nếu như lúc trước em không buông lời yêu thương thì ngày hôm nay anh sẽ không giữ một nỗi đau một mình anh giữ, không giữ một nỗi đau một mình anh giữ, ôm cái nỗi đau vô trong người đau lắm. Vì ngày hôm nay anh rồi thì ngày hôm nay anh sẽ không giữ một nỗi đau một mình anh giữ. À, là không thể nói yêu nhau là sự gào thét nè, đau đớn nè, bung tỏa vô. Hai chơi không thể nói yêu nhau, giờ đây phải nói xa nhau. Không thể nói yêu nhau nhưng mà giờ đây phải nói yêu nhau. Anh biết mình phải cố quên thôi, dối lòng, tự mình dối lòng mình thôi. Không thể nói yêu nhau, giờ đây phải nói xa nhau. Anh biết mình phải cố quên thôi. Vì đâu và mưa. Đó, hiểu không? Khi mà muốn âm thanh nó phải thoải mái, nó di chuyển lên, chứ cơn nào mid voice, head voice, cái đó là cảm xúc điều khiển nó. Tới lúc đó thì chắc chắn nếu các bạn áp dụng mid voice được, tất cả các kỹ thuật nó phải nhuần nhuyễn, thì lúc đó mình mới linh hoạt trong cách biểu diễn. Cái sự điều khiển các kỹ thuật đó bằng cảm xúc. Nhưng mà cuối cùng đi nữa, các kỹ thuật đó khi mà bỏ vô trong một cái chậu dầm 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 sao nó cuối cùng chốt ra một vấn đề, thì bạn phải hát thoải mái nhất có thể. À, head voice nó giúp bạn mở rộng quãng cao, chest voice nó giúp bạn cân bằng được quãng thấp và mở rộng cái quãng thấp cho chest voice, và mid voice nó làm cho chúng ta ổn định việc đi lên đi xuống, các chest voice và head voice nó mượt, nó smooth nhất đó. Nhân nhuyễn cái đó bỏ vô dầm dầm dầm, hát sao cho thoải mái đi. Nó chốt lại có nhiêu đó, hát sao cho thoải mái. Ok nha. Đó thì bây giờ cái quan trọng nhất là thoải mái nhất và chắc hơn nè. Và nếu như lúc trước em không buông lời yêu thương thì ngày hôm nay anh sẽ không giữ một nỗi đau một mình anh giữ. Không thể nói yêu nhau, giờ đây phải nói xa nhau. Anh biết mình phải cố quên thôi. Và mưa đừng rơi, nắng chiều thêm cõi lòng và đau đớn. Cốc này là đớn, đau đớn là bung ra, sự đau đớn nó tỏa ra ngoài. Và mưa nắng rơi, lòng này thêm cõi lòng và đau đớn. Để giờ ai phải buông trôi tất cả, đâu còn gì đâu mà nhớ, đâu còn gì đâu mà vẫn vương giấc mơ sợ đau thương, giấc mơ sợ đâu còn. Đó, phiêu chế lại người ta luôn. Chúng nó chửi. Ok.
Ok, đừng trả lời bậy bạ hết, cũng là cái gì đâu. Nói chung là bạn cover, bạn thích, bạn làm, đó là sự sáng tạo thôi. Miễn làm sao bạn đừng có làm sai cái ý nghĩa của bài hát ha. Chế lời thì nó học khoa sáng tác, viết lời, viết nhạc đó. Ok. Rồi, video đến đây cũng khá dài ha, khá cao đó các bạn. Khi mà feel lên tới chữ là lên tới mi năm, còn không thể nói là rê năm. Hai chữ nói á là rê năm và đô năm là đô rê mi đó. Thì các bạn muốn hát được mấy cái này ok chỉnh chu thì các bạn phải luyện thanh. Luyện làm sao cho kỹ thuật thoải mái của mình á, nó lên tới nốt, nếu mà nốt mi thì bạn phải luyện tới pha sol la gì đó, thì cái việc đó nó sẽ, khi mà chúng ta hát những cái nốt mà do re mi thì nó sẽ thoải mái hơn, nó không bị quá gồng, quá gào đó. Thì cái đó là cái lúc nào chúng ta cũng phải luyện dư ra, luyện thanh dư ra ha. Đó là những cái bài tập kỹ thuật đòi hỏi, là bài này khó, bài này rất là cao, mà để hát live trên sân khấu là te tua luôn đấy, không phải giỡn đâu. Nên ai mà có khao khát mà muốn hát bài này á thì có thể là hạ tông đi các bạn ơi, khuyên mời thành nó hạ tông đi, đừng hát, tại vì tông này là ông nữ rồi, nhưng bẩm sinh bạn ra bạn có thể hát được bài này thì tôi không nói. Nhưng mà những bạn nào mà hát mà cảm thấy quá khó khăn với cái quãng giọng này, quá khó khăn để có thể hát được những cái câu từ này, thì khuyên lời chân thành luôn là nó không phù hợp với quãng giọng của mình, thì mình hãy nhớ hạ tông nha, đừng cố đua đòi cao. Để hát được cái bài này như ngày hôm nay mình phải rồi khổ luyện rất là nhiều, nó tính bằng năm, nó tính bằng 5 năm, nó tính bằng 10 năm, chứ không thể nào mà cái đùng vô một cái là bạn hát được những cái bài mà đòi hỏi cái sức bật kinh khủng như thế. À, thì cái đó là một cái quá trình. Thôi, ok, chúc các bạn sẽ thành công và nhớ đăng ký kênh của mình để có thể xem tiếp các video tiếp theo ha. Đây là phần 2, phần kết thúc của bài Bí mật không tên Bùi Anh Tuấn. Chúc các bạn sẽ hát hay hơn và thành công trong cái khúc Bí mật không tên này. Hẹn gặp lại, bye bye, see you again. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.